5 vấn đề Ruben Amorim cần cải thiện để phục hưng Manchester United. Rất nhiều đời huấn luyện viên đã đến và đi, nhưng Man United thì vẫn chưa thể tìm lại vị thế của một siêu câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Khi kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson đã trôi qua được hơn 11 năm, Erik ten Hag đã đến và mang theo luồng gió trẻ trung từ những thành công mà ông có được cùng Ajax trên đấu trường châu Âu. Dẫu vậy, ngay cả khi chiến lược gia người Hà Lan được coi là bậc thầy về bóng đá tấn công cũng như khả năng tìm kiếm và mài dũa những tài năng trẻ, thì rốt cuộc, ông cũng phải bật bãi khỏi Manchester một cách ê chề. Tân huấn luyện viên Ruben Amorim sẽ phải đối mặt với không ít thách thức tại Manchester United. Một câu lạc bộ từng là biểu tượng của sự thành công, nhưng hiện đang đối diện với khủng hoảng nghiêm trọng về phong độ và tổ chức. Dưới đây là 5 vấn đề mà Amorim cần khắc phục để có thể phục hưng đội bóng này. 1. Thải loại những cầu thủ không còn hữu dụng. Manchester United hiện có một đội hình không đồng đều về chất lượng và hiệu suất, với một số cầu thủ đã không còn đóng góp hiệu quả cho đội bóng. Trải qua hơn 2 mùa giải dưới thời Erik ten Hag, Man United đã mua sắm một cách ồ ạt nhưng lại vô cùng thiếu hiệu quả. Những cái tên như Evan Malasia, Joshua Zirkzee, Mason Mount nếu không phải là trường hợp đã cao tuổi và không còn khả năng cống hiến lâu dài, thì cũng là những quả bom xịt không đóng góp được gì về mặt chuyên môn. Thải loại những cầu thủ này sẽ giúp Amorim giảm thiểu gánh nặng tài chính, đồng thời tạo cơ hội cho các tài năng trẻ hoặc những cầu thủ tiềm năng khác phát triển. Một trong những thách thức của Amorim sẽ là xác định và loại bỏ những cầu thủ không còn hữu dụng mà vẫn duy trì sự ổn định trong đội bóng. Cắt giảm đội hình có thể giúp ông tập trung vào các cầu thủ có năng lực tốt hơn, từ đó xây dựng một tập thể gắn kết, hiệu quả và phù hợp với chiến thuật của mình. Sự thanh lọc đội hình cũng là một bước để cải thiện môi trường làm việc tích cực và tránh tạo ra tâm lý bất công khi những cầu thủ không hiệu quả vẫn có suất thi đấu. Thậm chí, để có thể tạo nên một tập thể đoàn kết hơn, thì ngay cả những công thần như Rashford, Casemiro, Luxor cũng nên được đưa vào diện có khả năng thanh lý một khi phong độ của họ trở nên nghèo nàn và không còn khả năng cải thiện. 2. Thắt chặt kỷ luật đối với các cầu thủ. Một trong những nguyên nhân khiến Manchester United gặp khó khăn trong những mùa giải gần đây là tình trạng kỷ luật lỏng lẻo. Một số cầu thủ không tuân thủ yêu cầu từ huấn luyện viên và thiếu sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt lẫn trên sân. Ví dụ điển hình là các sự cố liên quan đến Cristiano Ronaldo và dây đừng Sancho trong 2 mùa giải dưới thời Erik ten Hag. Điều này không chỉ gây mất hình ảnh cho câu lạc bộ mà còn làm suy giảm tinh thần đội bóng. Bên cạnh đó, một điều khiến giới chuyên môn lo ngại đó chính là việc ban lãnh đạo Man United vẫn đang quá ưu ái các cầu thủ so với huấn luyện viên của họ. Những cái tên như Rashford, Garnacho, dù phong độ không tốt, vẫn mặc định có suất đá chính. Thậm chí, rất nhiều ngôi sao khoác áo quỷ đỏ còn công khai chống đối Erik ten Hag khi ông yêu cầu gia tăng cường độ tập luyện. Rất nhiều đời huấn luyện viên sau thời Sir Alex Ferguson đã lâm vào tình cảnh đứt gánh giữa đường do bị chính những cầu thủ của mình phản bội. Ví dụ điển hình chính là Jose Mourinho và Ralf Rangnick. Người đặc biệt đã bị Man United hất cẳng trong cuộc chiến quyền lực đen giữa ông và Paul Pogba. Trong khi đó, Ralf Rangnick cũng bị các cầu thủ tại Old Trafford tẩy chay chỉ vì lý do họ không hiểu được thông điệp chiến thuật của ông. Amorim, một chiến lược gia trẻ, chưa xây dựng được nhiều danh tiếng và thành tựu, vì vậy sẽ có khả năng gặp vô vàn khó khăn khi tiếp quản một tập thể bất ổn và mắc căn bệnh ngôi sao mãn tính. Amorim cần thiết lập một hệ thống kỷ luật nghiêm ngặt, đảm bảo mọi cầu thủ đều tuân thủ nguyên tắc chung và tôn trọng đồng đội cũng như ban huấn luyện. Cách thức quản lý kỷ luật không chỉ dừng ở việc phạt nặng mà còn phải xây dựng một văn hóa đội bóng dựa trên sự đoàn kết và tôn trọng. Amorim có thể học hỏi từ những huấn luyện viên thành công như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp, những người đã xây dựng được hệ thống kỷ luật khắt khe mà vẫn duy trì được tinh thần đồng đội và sự tận tụy từ các cầu thủ. 3. Định hình phong cách chiến thuật rõ ràng. Manchester United đã trải qua nhiều huấn luyện viên trong thập kỷ qua, mỗi người lại có một triết lý khác nhau. Từ Jose Mourinho với chiến thuật phòng ngự chắc chắn đến Ole Gunnar Solskjaer và phong cách phản công nhanh. Điều này đã tạo nên sự thiếu nhất quán về mặt chiến thuật và khiến các cầu thủ không thể thích nghi kịp thời. Amorim cần mang đến một phong cách chiến thuật rõ ràng dựa trên sở trường của đội hình hiện có nhằm tạo ra sự ổn định và hiệu quả. Amorim, nổi tiếng với lối chơi 3-4-3 tại Sporting CP, có thể mang phong cách này đến Manchester United. Sơ đồ 3-4-3 với sự linh hoạt trong hàng tiền vệ có thể là phương án hợp lý để tận dụng những cầu thủ chạy cánh sở hữu tốc độ tốt như Alejandro Garnacho và Marcus Rashford trong vai trò cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, Amorim sẽ cần đảm bảo rằng các cầu thủ của mình hiểu và chấp nhận hệ thống chiến thuật mới.
từ đó giúp họ thi đấu tự tin và hiệu quả hơn. 4. Cải thiện thành tích trong vòng 2 mùa giải. Trong khi Manchester United từng là một trong những đội bóng thống trị ngoại hạng Anh dưới thời Sir Alex Ferguson, họ đã không đạt được những thành tích đáng kể trong thời gian dài sau kỷ nguyên của ngày máy sấy tóc. Với áp lực từ ban lãnh đạo và người hâm mộ, Amorim sẽ phải cải thiện thành tích của đội bóng trong vòng 2 mùa giải. Từ việc giành vé tham dự Champions League đến cạnh tranh các danh hiệu quốc nội. Để làm được điều này, Amorim cần cải thiện cả về mặt chiến thuật và tâm lý của đội bóng. Ngoài việc tập trung vào Premier League, ông cũng nên coi trọng các giải đấu cúp như FA Cup hay Carabao Cup để có cơ hội giành danh hiệu sớm và tạo động lực cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, việc tăng cường chiều sâu đội hình, tránh chấn thương và duy trì phong độ ổn định sẽ là những yếu tố quan trọng để Amorim hoàn thành mục tiêu này. Dù đã rút ra nhiều bài học về dục tốc bất đạt, nhưng ở vị thế của Man United, việc quay trở lại đấu trường Champions League trong thời gian sớm nhất, đồng thời duy trì được vị trí đó một cách ổn định vẫn là mục tiêu bắt buộc. Giá trị của thương mại của Man United sẽ ngày càng giảm sút nếu họ không cải thiện được thứ bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, dẫu cho đó có là nhiệm vụ bất khả thi thì Amorim vẫn sẽ phải đảm bảo sẽ đưa Quỷ Đỏ trở lại nhắm dự cúp C1 châu Âu trong vòng 2 mùa giải tới, nếu không muốn phải sớm khăn gói ra đi. 5. Tận dụng những nhân lực sẵn có để phát triển đội bóng. Amorim cần tận dụng nguồn lực hiện có tại Manchester United, bao gồm các tài năng trẻ từ học viện và những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi. Đội hình Manchester United không hề yếu, họ vẫn còn đó Onana, Bruno Fernandes, Mao Casemiro, Rashford, những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi trên bản đồ bóng đá châu Âu. Amorim cần khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ này, đồng thời giúp các tài năng trẻ như Alejandro Garnacho và Hannibal phát triển hơn nữa. Ngoài ra, Manchester United sở hữu một trong những học viện bóng đá hàng đầu tại Anh, nơi sản sinh ra các tài năng trẻ xuất sắc. Amorim có thể tận dụng những tài năng trẻ này để xây dựng một đội hình gắn kết và lâu dài. Việc đầu tư vào các cầu thủ trẻ cũng là cách giúp câu lạc bộ tiết kiệm chi phí chuyển nhượng và duy trì sự bền vững về mặt tài chính. Ruben Amorim đang đối diện với một nhiệm vụ đầy thách thức tại Manchester United, nơi đòi hỏi không chỉ kỹ năng chiến thuật mà còn cả khả năng quản lý và tạo dựng văn hóa đội bóng. Với những bước đi đúng đắn trong việc thải loại những cầu thủ không còn hữu dụng, thắt chặt kỷ luật, định hình chiến thuật rõ ràng, cải thiện thành tích và tận dụng nhân lực sẵn có, Amorim hoàn toàn có thể đưa Manchester United trở lại đỉnh cao. Tuy nhiên, quá trình này sẽ cần thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ từ ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ để ông có thể tạo dựng một đội bóng mạnh mẽ và bền vững trong tương lai. Một tín hiệu tích cực hiếm hoi mà Amorim có thể nhận được đó chính là sau từng ấy quãng thời gian, người hâm mộ Man United đã không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào những cuộc thay máu trên băng ghế huấn luyện, và qua đó sẵn sàng dành cho vị huấn luyện viên này thêm nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn so với những cái tên tiền nhiệm.